Thưa sư, có thể rải tâm từ về quá khứ được không? Hiện nay con nhớ về những việc làm trong thân khẩu ý trong quá khứ với tâm bất thiện tham sân si. Con rất sợ khi nhớ về những điều ấy, con hiện tạm dùng tâm từ rải về quá khứ, mong cho con trong quá khứ và những chúng sanh trong quá khứ mà con có tiếp xúc cũng được an vui thì con cảm thấy tốt hơn, không biết vậy có đúng không? Xin sư hướng dẫn. Sẵn đây thì sư mở rộng luôn những cái trường hợp mà mình không thể rải tâm từ được nha. Cái thứ nhất á, mình nhớ giùm nha, cái đối tượng mình rải tâm từ á, phải là đối tượng còn sống. Còn cái đối tượng mà đã chết thì mình không rải tâm từ được. Ví dụ như mình có người thầy, như trường hợp có một vị tỳ kheo á, bình thường vị đó rải cái tâm từ cho người thầy của mình á, vị đó có thể chứng đắc được sơ thiền. Nhưng mà trong một hôm thì vị đó rải tâm từ cho thầy của mình mà vị đó không thể chứng thiền, thì cái người bạn á, mới nói là bây giờ ông hãy đi tìm thầy của mình đi. Thì khi vị đó đi tìm á, thì mới biết là thầy của mình đã chết rồi, đã mệnh chung rồi. Cho nên là cái sự kiện đầu tiên ha, là cái người mình rải tâm từ, người đó phải còn sống. Cái thứ hai á, là đối tượng mà mình rải tâm từ á, thì nên nên cùng cái khuynh hướng giới tính với mình. Tại sao sư nói nó hơi kỳ? Sư lấy ví dụ nha, mình là người nam, cái khuynh hướng giới tính mình là mình ưa thích người nữ thì mình không được rải tâm từ đến người nữ, mà mình là người nam thì mình có thể rải tâm từ đến người nam. Mình là người nữ thì mình cái khuynh hướng giới tính của mình là mình thích người nam thì mình không được rải tâm từ đến với người nam, mà mình nên rải tâm từ đến với người nữ. Đó là một cái mình nên ghi nhớ. Cái điều thứ ba là cái đối tượng mình rải tâm từ á, khi mới thực hành nên tránh cái đối tượng mà mình ghét, tức là cái đối tượng mình thù oán. Bởi vì mới như vậy thì cái tâm từ mình chưa có, thì nó sẽ là cái chướng ngại làm cho cái tâm từ mình không phát triển được. Rồi cái thứ tư mình nên nhớ là mình không nên rải tâm từ đến với người chí thân chí ái của mình, như là thân bằng quyến thuộc. Bởi vì như vậy mình sẽ không phân biệt được giữa cái tâm từ và tâm ái. Cho nên là trong cái trường hợp mà nghĩ về quá khứ thì nó như thế này nè. Thực tế mà nói, khi mà quý vị rải tâm từ, một là quý vị rải tâm từ cho chính mình. Cái chính mình đó là mình hiện tại chứ phải cái mình của quá khứ đâu. Bởi vì quý vị nhầm, chứ còn thực tế là cái đối tượng chúng sanh khi quý vị rải tâm từ như vậy là mình đang rải tâm từ cho mình. Cho nên là nó có hiệu quả chứ không phải nó không có hiệu quả. Cái thứ hai là những người làm mình tổn thương trong quá khứ mà mình rải tâm từ cho họ, nếu như họ còn sống thì mình rải tâm từ đến với họ vẫn được. Mặc dù cái ký ức, cái trí nhớ của mình là nó thuộc về quá khứ, nhưng mà cái đối tượng đó họ còn sống trong hiện tại. Tức là bây giờ dù cho hiện tại họ có như thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn hướng tâm từ của mình đến với họ, mặc dù quá khứ họ từng làm tổn thương mình. Cho nên nhớ giùm cho sư cái vụ này. Thì không biết là Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì về vấn đề này. Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Ở đây, cái câu trả lời của Đức Hành Tại thì sư cũng hoàn toàn đồng ý về cái lưu tâm nha. Khi mình nói mình rải tâm từ, đầu tiên mình phải nắm rõ sư thiệt á, sư nó ví dụ tâm từ này nói thật lòng quý vị là nếu mà nói dùng từ lạm dụng không biết đúng không, mà có chưa thấy có nhiều nhiều vị thật sự nhiều luôn á, vị đụng cái nói tâm từ, nhưng mà thật sự không có hiểu đặc tính tâm từ như thế nào. Bây giờ câu hỏi đặt ra, giờ thí dụ bây giờ người ta nói hỏi tâm từ là như thế nào, xin thưa quý vị học học lớp căn bản giáo lý A Tỳ Đàm của Đức 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 Hành Tại,
Cái thứ nhất. Cái thứ hai là trường hợp bị này nè, hỏi là cái việc mà tâm từ sao cho đúng á, thì Đức Hạnh Tại cũng đã giảng á, cũng đã giảng, có nghĩa là cái nghĩa là vắn tắt á, vắn tắt như cô đọng nhất cho quý vị hiểu đó. Không. Còn quý vị muốn hiểu sâu để mà nói về thực hiện thực hành mà gọi đúng nghĩa thì chắc cũng xin cũng lời khuyên thôi. Thì Đức Hạnh Tại có cái lớp thanh tịnh đạo đó. Quý vị theo dõi thì tới tới cái phần mà định, phần định mà cái phần mà nói về tứ vô lượng tâm đó. Cái đề mục tứ vô lượng tâm thiền samatha thiền chỉ đó, chắc đó thì vị sẽ rõ hơn, sẽ mình rõ mới thực hành được thôi quý vị. Thì vì đôi khi mình nói mình rải tâm tư nhưng mà không khéo mình đang là cái sự ái luyến đó mình không biết đó. Nhưng mà Đức Hạnh Tại có nhấn mạnh cho quý vị nghe cái vấn đề đó, có nghĩa là tại sao mình lại đầu tiên á, đầu tiên khi mình thực hành đó là trong thanh tịnh đạo có nói là mình, và trong chú giải nó có nói là mình rải cho mình bản thân mình trước rồi cho cái người cùng giới tính với mình, là quan trọng. Vì chưa rồi rồi tại vì nếu mình còn non nớt mình chưa hiểu đó, mình rải đến cái người khác khác giới mình đó, không chừng đó là tâm luyến ái chứ không phải tâm từ thôi. Nên căn bản cơ bản là mình phải học cái đó, học kỹ rồi đó, để khi để tại vì mình không có được nhầm lẫn giữa cái tâm từ và tâm luyến ái. Tại vì khi bị hiểu sai nha, cái hai trạng thái tâm này là nó ví dụ hiểu sai lắm. Rồi ở đây là cái vị dùng cái từ quá khứ thì suy nghĩ là mấy mốt quý vị cái từ quá khứ này đó là quý vị nên hiểu quá khứ này nó rộng hơn chứ đừng hiểu cái quá khứ mà nó hẹp quá. Ngay cả bây giờ cái lời xin nói cho qua là quá khứ, vừa nói xong lại là quá khứ đó, như vậy. Nên chung quy lại á, là để hiểu rõ hơn phần lại tâm từ. Tại vì sư thấy có vẻ nghe, sư, nghe là sư đoán thôi, cái này sư phỏng đoán thôi, có vẻ là sư đọc qua cái câu hỏi này là cái vị này vẫn có cái sự mông lung, vẫn chưa có hiểu rõ đâu, hiểu rõ về cái sự cái việc thực hành tâm từ đâu. Nên trước khi kết thúc câu trả lời này, sư có hai lời khuyên. Nhất là mình học căn bản về giáo lý vi pháp để hiểu rõ cái tâm sở vô sân đó, nó cũng đại diện cho tâm từ đó. Và thứ hai là tham gia cái lớp, bám sát cái lớp thanh tịnh đạo của Đức Hạnh Tại đi, thì đến cái bài mà giảng về tứ vô lượng tâm á, thì quý vị sẽ hiểu trọn vẹn hơn. Và khi hiểu trọn vẹn quý vị mới thực hành đúng, mà đúng thì mới mang lợi ích cho quý vị ngay trong hiện tại, ngay trong tương lai được. Xin kết thúc cái câu trả lời. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.